Welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. In this week's episode, we will introduce a multifaceted Vietnam from traditional aspects like how Tuồng is being preserved by villagers in Nghệ An province to the news aspect of the Vietnam's COVID-19 battle through the language of dance and movements. And last but not least, a Vietnam that inspired a South African designer to create beautiful jewelry will also be told. So join us in this journey coming your way in just a minute. Villagers' dedication saves art of Tuồng. Dancers depict Vietnam's COVID-19 story. And life in Vietnam inspires South African designers' jewelry adventures. Now let's begin with some local news. To express his love for Ho Chi Minh City in the days trying to overcome the pandemic, director Xuân Phước wrote the song Sài Gòn Mùa Thương, or Sài Gòn the Season of Kindness. Initially, this song was performed by Võ Thành Tâm. However, upon hearing the song, many artists, both domestic and foreign, have asked to contribute their voices to it. To date, there are more than 60 writers, artists, and doctors contributing voices such as Minh Nhí, Kha Ly, Thanh Duy, Liên Bình Phát, Ngọc Linh, Võ Thành Tâm, Huỳnh Đông, Chí Quang, Trịnh Kim Chi, Lương Thế Thành, Phương Dung, Hoàng Anh, and songwriter Minh Nhiên, Minh Anh. Due to the participation of many artists, director Xuân Phước decided to make three new versions of the song Sài Gòn, the Season of Kindness. Vietnamese films are ready to go back to cinema after being suspended due to the COVID-19 outbreak. Highlighted films Gái Già Lắm Chiêu 5, Những Cuộc Đời Vương Giả, and Em Và Trịnh, or You and Trịnh, were scheduled to be in cinemas early this year. Both works were postponed after cinemas in Hanoi and Ho Chi Minh City, the two biggest markets in the country, closed on May the 3rd when the fourth wave of COVID-19 started in late April. Thiên Ngân, in cooperation with Lotte Entertainment, will distribute Vietnamese films including Gái Già Lắm Chiêu 5, Những Cuộc Đời Vương Giả, a $2 million production about love and women, You and Trịnh. On the other hand, features the life and love of late songwriter Trịnh Công Sơn, who is famous for his anti-war songs. Recently, South Korean and Vietnamese audiences alike have become impressed with Vietnamese actress Ji Hyun Kim Hoang for her role in the hit drama One the Woman of SBS Korea. She's piqued viewers' curiosity thanks to her natural flair for acting, especially since she had to speak Vietnamese for the film. In the popular K-drama film One the Woman, Ji Hyun Kim Hoang played the role of Chang, a sharp-minded mate. Although she only had a few lines, her charming voices and lively expressions made a big impression on both Vietnamese and international audiences. In addition to her love for acting, Kim Hoang has always enthusiastically participated in Korean TV programs to talk about Vietnam's natural scenery and culture. Come and Go, the Japanese film starring Vietnamese actor Liên Bình Phát, will be screened in theaters across Japan from October the 20th. In the film, Liên Bình Phát plays Nam, a technical intern from Vietnam who is caught up in a murder case. The 30-year-old actor went to Japan in April 2019 and stayed for a week to act in Come and Go. Throughout the film, he spoke both Vietnamese and Japanese. Set in Osaka during cherry blossom season, Come and Go begins when people discover the body of an old woman in an old apartment and follows a detective as he investigates the murder. The film also stars Japanese actor Seiji Chihara, Taiwanese actor Lee Kang-shang,
and J.C. Chi, a national star in Malaysia. It was screened at the 2020 Tokyo International Film Festival. More than 11 million girls in the world will not return to school in 2020 due to the impact of the COVID-19 pandemic, according to UNESCO estimates. From this figure, a social media campaign aimed at girls, especially ethnic groups, was launched with the name Keeping Girls in the Picture. There have been 55 stories received, which are 55 inspirations to the children. Among these 55 people, we see the stories of students, teachers, social workers, businesswomen, and inspirational speakers who came from a difficult starting point and rose up in life on their own. UNESCO will be the bridge to bring those stories to ethnic girls and boys, parents, and communities in the We Can project. For hundreds of years, villagers in Xuân Thành commune, Yên Thành district of Nghệ An province have engaged in agricultural production. They are assiduous farmers who work all day long in the fields. However, few people know that they have a great passion for the tuồng, or classical drama art. In our culture and lifestyle this week, let's meet these lovely people and enjoy the traditional kind of music. Ôi. Mời mà đây chào cậu ba. Tôi là Lê Khắc Tài, xuất chín Xuân Thành. Hiện nay tôi là nông dân và cũng cái đam mê nghệ thuật tuồng. Đội tuồng của xã Xuân Thành thành lập năm 1983, gồm 36 người, 40 người. Nhưng mà chỉ còn lại là được 15 người, mà mỗi người là làm mỗi vẻ. Hai cô thì vừa bán tạp hóa, còn hai cô thì ở nhà dạy cháu, một cô thì được phù hộ, còn cả ông như chúng tôi thì là trong ruộng. Trong diện tuồng mà nói nguồn thu nhập là không có cái gì đâu, chỉ có thiệt đi đàn khác. Thì tập hàng tháng mà diện chỉ có một vài đêm thôi, thì một vài đêm đó thì mấy có được dăm ba triệu bạc thì trả đen đi, thì trả đô đi, trả loa đai là nhòn, người được trăm bạc, trăm rưỡi bạc thôi. Xem trên TV thấy diện tuồng người ta mặc quần áo quá đẹp luôn, thì anh em cũng rất thích. Tất nhiên là anh em trong câu lạc bộ tuồng cũng đi hỏi, nhưng cái giá của một bộ tuồng thì vượt quá sức tưởng tượng của anh em, tức 5-7 triệu bạc mà anh em làm gì có. Năm nay tôi đúng 80 tuổi, toàn bộ phục trang từ đầu cho đến chân là tôi làm hết. Cứ làm năm này qua năm khác, thiếu thì bổ sung, là cứ từ mình, bàn tay của mình làm. Thấy cái gì mà nó đẹp đẹp là tôi lại nhặt về, rồi để là khi cần thiết thì làm những cái mù hoặc là những cái trang sức cho những cái đêm diễn. Cái khung mũ này thì làm bằng cái cán đó, và hay đựng nước, đựng rượu là đựng gì đó. Còn những cái này thì mình lấy cái khăn len tôi tháo ra là uốn xẹp lại làm lò xo để cho nó rung. Khi cần lót ra những cái mà cứng thì phải cắt thêm bao bì để lót vào. Một bộ nó như bộ đồ mà trưng trắc mặc đó là tôi làm phải một 15 ngày. Ngày là chủ yếu, nhưng mà khi mà cần thiết thì cũng phải làm cả bình đêm. Về phấn son thì cũng có khi phải lấy đất, nhưng mà có cái loài hạt đỏ là nghiền ra để làm phấn đỏ. Cũng có khi bị quá mà phải lấy đến cái vôi để mà chấm màu trắng, cái loài đỏ vẽ thôi. Nó còn cũng có khi phải lấy than lò nôi để mà bôi mặt, rồi là thấy đen. Kèm với dầu ăn rồi quệt với nhau rồi là còn nóng cháy. Thì cũng không hài lòng lắm đâu, nhưng mà thực ra mà nói không mất tiền mà cũng phục vụ được, kiểu là đẹp lắm rồi.
diễn một vai rồi thì mồ hôi một cái nó đổ từ trên đổ xuống, cái phấn son tự chế nó tan phấn nó chảy xuống nhem nhuốc khắp mặt, biểu diễn là không dám rơ tay luôn. Có khi là nóng quá rồi anh vô tình bôi một cái thế này thì thật không tài gì được ra diễn, không thể coi được không. Rồi rồi. Ra được một vai tôi mệt hơn cả đi cày nắm sáu sầu ruộng. Thì nhảy liên tục, múa liên tục. Nhưng mà tôi thích tuồng bởi cái lý do là cái tính cách giáo dục về cái văn hóa, về cái đạo lý của người trong tuồng tôi thấy là cực kỳ hay. Giáo dục con tôi cũng đưa cả cái vở tuồng ra để dạng cả cái vai của con để cho con hiểu. As the new normal slowly returns to Vietnam, so do art initiatives. Using this opportunity, a choreographer has called on dancers across the country to participate in a performance that retells Vietnam's battle against COVID-19. Taking inspiration from real-life narratives, the dance program named Light of the Soul is created to pay homage to frontline workers who have sacrificed their time and even lives to save COVID-19 patients. So let's find out more in today's On the Mic. The contemporary dance troupe Light of the Soul has finally premiered on YouTube on October 20th. That is the final product created by choreographer Tuyết Minh and 150 artists from different fields in an effort to retell the story of Vietnam's fight against COVID-19. With elaborate staging and incredible teamwork, the dancers have overcome all obstacles posed by social distancing and managed to create a dance film that took place in different locations in Vietnam, yet feels like a coherent piece. Xin chào chị Tuyết Minh. Xin chào Minh Đức và xin chào khán giả của chương trình Trò Chuyện Với Nghệ Sĩ. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào khi tổ khúc Mùa Ánh Sáng Tâm Hồn vừa được trình chiếu đến với khán giả? Mình có một cái cảm giác rất là khác khi mà ekip mình được làm một cái vở diễn mà khác hẳn với một cái vở diễn theo cách truyền thống trong một cái điều kiện mới như thế này, thì nó cũng làm cho riêng cá nhân mình và toàn bộ ekip của mình cũng phải thay đổi cái tư duy, mang những cái tác phẩm nghệ thuật trên những cái nền tảng kỹ thuật số. Những người diễn viên múa của mình thì thường là diễn trên một cái sân khấu có một khoảng cách rất là xa đối với khán giả. Thì đối với cái vở diễn mà được ghi hình lại như là một bộ phim về nhảy múa thì mình rất là vui. Vui không những là tác phẩm được đến với công chúng khán giả mà mỗi một nghệ sĩ, những người đồng nghiệp của mình, những người học trò của mình được khán giả nhận mặt, nhận được tên dễ hơn, thì đấy cũng là một cái niềm hạnh phúc của Tuyết Minh. Tôi có để ý thấy là những nghệ sĩ múa của chúng ta có đeo cả khẩu trang này và mặc những bộ đồ bảo hộ y hệt như những bác sĩ đứng đầu. Vậy thì việc này thể hiện ý nghĩa và nội dung gì ở trong toàn bộ chương trình? Những cái trang phục như là Minh Đức thấy là những cái bộ quần áo bảo hộ, hay là những cái bộ mà của bệnh nhân vẫn hay được chăm sóc ở tại các cái cơ sở y tế, hay là chính những chiếc áo của thanh niên tình nguyện của mình thôi, hay là những con người công nhân lao động hay những người công nhân quét rác thì cũng được xuất hiện là những hình tượng đẹp ở trong tác phẩm nghệ thuật này. Toàn bộ phần trang phục biểu diễn ở trong vở múa này là đều là những trang phục thực sự của những người dân lao động hoặc là những lực lượng y bác sĩ, và ngay cả cái bộ trang phục của lực lượng công an nhân dân cũng là trang phục thật. Và mình phải đánh công văn hoặc là mình phải xin chỉ đạo
để có được những cái bộ trang phục mà Tuyết Minh muốn là tôn vinh những cái hình tượng, những con người rất là mộc mạc, rất là bình dị ở trong cuộc sống này. Và những cái việc làm của họ ấy, là những cái việc làm rất là đẹp và đáng được ca ngợi. Phải nói là một cái mà làm Minh cũng như là rất nhiều những nghệ sĩ múa đương đại rất là xúc động. Bởi vì khi mặc những cái bộ quần áo bảo hộ như vậy mà hoạt động với một cái cường độ mạnh như những người nghệ sĩ múa ấy, Tuyết Minh mà mọi người nói rằng ui, bây giờ mình phát hiện ra có khi mặc bộ quần áo này để mà ép cân ấy thì nó sẽ phải xuống cân rất là nhiều. Thế mà những người y bác sĩ của mình phải mặc bộ quần áo này ở trời nắng, trời mưa và lại chiến đấu trong một cái môi trường mà rất là nguy hiểm về lây nhiễm bệnh tật bất kỳ lúc nào, thì phải nói là cái lúc đấy mình mới lại càng cảm nhận được hơn cái sức lao động, cái sự hy sinh và những cái áp lực ấy, kể cả về tinh thần, cả về thể chất và điều kiện làm việc của những người y bác sĩ, thì mình lại càng cảm thấy trân trọng hơn nữa. Và mình cũng mong muốn làm cái tác phẩm phải cố gắng làm sao cho trình diễn tốt nhất. Vâng, bên cạnh những nội dung vừa rồi thì chị có thể bật mí thêm những nội dung khác đã được nghệ sĩ múa biểu diễn ở trong chương trình được không? Ở vở diễn này thì mình xây dựng làm 7 cảnh. Cảnh thứ nhất là cảnh intro, thì mình muốn nói lên cái mối quan hệ của con người với mẹ thiên nhiên, cái ứng xử của con người với thiên nhiên và những cái dịch bệnh, những cái làn sóng dịch bệnh nó tác động đến sức khỏe con người như thế nào. Ngay sau cái cảnh intro đó thì vào cái cảnh thứ hai, đó là lao vào tâm dịch, thì Tuyết Minh muốn đặt một cái hoàn cảnh kịch tính lớn luôn ở trong một cái phòng cấp cứu, nơi mà các bác sĩ đang phải chống chọi với dịch bệnh, và khi mà lượng bệnh nhân ồ ạt vào rất nhiều và từ bệnh nhân nhẹ chuyển biến đến bệnh nhân nặng nó rất là nhanh. Thế và tiếp đó nối sang đến cảnh 3 thì nó là những cái khoảng lặng, tức là trong những cái giờ phút căng thẳng của những cái phòng cấp cứu như vậy thì là giữa những cái khoảng lặng đó thì họ có những cái phút nghỉ ngơi, và ở trong những cái phút đấy thì thực sự những người y bác sĩ phải chiến đấu nội tâm với mình để vượt qua cái giới hạn của bản thân. Cái nội lực đó từ đâu thì Minh dẫn vào cái cảnh 4, đó là sức mạnh của trái tim, tức là những người thân yêu ở hậu phương như là ông bà, cha mẹ, những người thương yêu, kể cả những đôi y bác sĩ trẻ đang yêu nhau mà vì dịch bệnh ấy, chưa có thể đến được với nhau, thì Minh đặt vấn đề ngay vào một cái chốt chống dịch, nơi lực lượng công an, lực lượng bộ đội, lực lượng dân phòng phối hợp với nhau để ra quân. Tiếp sau đó thì là một cái cảnh mà phải nói rằng là nói lên cái sức trẻ, thì ở đây mình nối sang luôn cái cảnh số 6, đó là ấm lòng giữa đại dịch. Thì ở đây mình muốn ca ngợi từ những con người rất là nhỏ bé thôi, thế nhưng mà họ đã cùng góp những cái tài vật nhỏ bé của mình bằng cái ngôn ngữ nhảy múa trẻ, thì mình rất là mong muốn được thể hiện một cái đợt tiêm phòng vaccine cho tất cả những người dân. Và ở đây thì nó thể hiện cái sự gắn kết cộng đồng. Và đến cái cảnh 7 cuối cùng thì Tuyết Minh lại quay lại cái cảnh 2, đó là lại đưa tất cả khán giả trở lại với cái phòng cấp cứu. Nhưng mà ở đây ấy, thì Minh muốn mô tả về cái sức chiến đấu của một người bệnh nhân. Ở trong cái cảnh này thì những cái diễn biến của nó gay cấn hơn, và cho đến cuối cùng thì nhờ những cái sức mạnh đó thì tất cả các lực lượng, các ekip của chúng ta cùng nắm tay nhau tạo nên một cái sức mạnh, và tất cả lại hướng lên đến một cái ngày mà tất cả sẽ trở lại một cái nhịp sống bình thường và lại vui nhộn như những cái năm tháng trước đây mà chưa có Covid xảy ra. To complete this play, the entire crew had to train continuously for only a little over a month. Some even had to practice in quarantine facilities while carrying the coronavirus within their body. Vì thực sự là mình cũng là người đã từng bị nhiễm COVID-19. Mình ở trong bệnh viện và cũng đã thấy các y bác sĩ rất là vất vả. Việc gì thì họ cũng phải tự bản thân họ làm hết. Mình cũng không được đi ra để mà giúp họ nữa. Nó chỉ biết nhìn họ giúp mình thôi. Khi mà thấy thông tin là chị Minh muốn làm một vở múa liên quan đến Covid-19 thì mình rất là thích và cũng muốn được góp một chút sức. Thì sự rất là biết ơn đến các y bác sĩ. Khi mà biết mình bị mắc bệnh Covid thì bỗng dưng mình lại nhận được một cái lời mời tham gia cho cái vở Tổ Khúc Múa Ánh Sáng Tâm Hồn, thì mình cảm thấy rất là hào hứng, nôn nao. Nó như là một cái liều vaccine vậy đó, để giúp cho tâm hồn của mình trở nên phấn chấn hơn. Rồi mình bắt đầu tập luyện nè, rồi mình bắt
đầu chuẩn bị mọi thứ nè. Mình cảm thấy mình may mắn khi mình làm nghề diễn viên múa. Tại vì diễn viên múa là một cái người có một cái cơ thể khá là tích cực, khỏe khoắn. Rồi tâm hồn, suy nghĩ của mình thì khá là bay bổng. Và nó vượt trên những cái hiện thực. Mà những cái hiện thực này nó, cho dù nó có như thế nào thì tụi mình cũng nhìn nó bằng một cái con mắt và tâm hồn nó khác đi rất là nhiều. Sau khi chị Tuyết Minh đã lên tiếng kêu gọi thì đã có hơn 150 nghệ sĩ múa đã phản hồi ngay lập tức trong vòng 2 tiếng. Vậy thì qua quá trình làm việc, chị đã làm cách nào để có thể kết nối mọi người lại với nhau, phân chia công việc cũng như là luyện tập với cả tất cả mọi người? Khi mà Tuyết Minh ra lời kêu gọi thì cả miền Nam lẫn miền Bắc, nhất là thành phố Hồ Chí Minh thì đều trong tâm dịch và đều đang phải thực hiện chỉ thị 16 và thậm chí là 16 cộng. Nên là cái việc mà các bạn phải tập tại nhà, làm việc online, đôi khi có những lúc mà chúng mình phải tập múa và ra hành lang của những khu chung cư múa. Và các bạn cứ phải đeo một cái tai phone như thế này. Và Tuyết Minh thì nói, còn các bạn vừa đeo tai phone vừa nghe và vừa bật nhạc nhảy, thì một lúc sau mình lại thấy hàng xóm mở cửa ra bảo nhạc nhỏ thôi. Bởi vì tất cả mọi người đều ở trong cái cách ly thì tất cả mọi người đều ở nhà. Đấy, có rất nhiều những cái khó khăn trong cái việc tập. Nhưng mà cái cách làm việc của Tuyết Minh là trước hết là mình thành lập những cái nhóm mà dẫn đầu kiểm soát tất cả những cái công việc. Khi mà mình thuyết trình kịch bản cho các bạn, đưa ra những cái yêu cầu rất là rõ ràng, từng giây, từng phút là phải làm gì, diễn như thế nào, ngôn ngữ động tác như thế nào, thì chúng mình cùng sáng tạo và sau đó thì cùng họp trên Zoom để mình điều chỉnh những cái ngôn ngữ động tác đấy để làm sao cho nó bộc được hết cái ý mình mong muốn. Thế sau khi chúng tôi đã có được một cái khung, những cái kết cấu động tác chuẩn rồi thì mình sẽ phải họp các bạn để mình vẽ những cái đội hình bằng những cái chấm nhỏ, ví dụ đây là hình tam giác này, rồi đi theo đường chéo hay là đi theo vòng tròn. Các bạn hình dung những cái tuyến múa ở trên sân khấu bằng sự tưởng tượng. Thế và trước khi quay hình thì chúng tôi có một cái buổi để được ghép với nhau. Thì mình chỉ ghép để mình định lượng cái khoảng cách xa gần ở trên trường quay thôi. Thế và chúng mình quay. Thế thì đây cũng là một cái cách làm việc rất là mới. Và mình nghĩ rằng cái đại dịch nó cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng ngược lại nó cũng đưa cho mình những cái sự sáng tạo bắt buộc. Người nghệ sĩ phải tìm ra một cái con đường để có thể hoạt động được nghệ thuật trong một cái điều kiện như vậy. Vậy thì mình đã có những kế hoạch gì để làm hâm nóng lại những hoạt động nghệ thuật múa trong thời gian sắp tới? Đối với Ánh Sáng Tâm Hồn thì mình cũng có cho nó một cái kế hoạch dài hơi hơn. Mình hy vọng rằng khi mà đại dịch qua đi và khi mà cuộc sống đã bình thường trở lại thì Tuyết Minh mong muốn là sẽ đem cái vở diễn này sẽ công diễn, nhưng vẫn với cái mục đích cống hiến cho cộng đồng, là sẽ diễn ở những quảng trường hoặc diễn trong những cái dịp lễ Noel, Tết Tây hoặc là Tết âm lịch của mình ở những quảng trường lớn và ở những cái nơi công cộng để cho tất cả mọi người, những người dân của mình, những bạn trẻ có thể tiếp cận được cái ngôn ngữ nghệ thuật của vở diễn này. Xin cảm ơn chị Tuyết Minh đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Vietnam's magnificent nature and rich culture have brought creativity and inspiration to many local and foreign artisans. But it was also from the country's bustling daily life that a South African designer and goldsmith has drawn ideas for his jewelry over the past 4 years. He has brought together ancient techniques and novel materials to depict life in his current home, from nature to the smiles of his neighbors. So in this week's Connecting Cultures, let's meet Rhino Spence. Lily pads and lotus flowers represent resilience and determination to me, but it can mean something else to the wearer. It's open to interpretation. I use circular shapes visible in the iconic Vietnamese conical hat and lily pads to create new silhouettes. Every little thing in his daily life in Vietnam can inspire Rhino Spence to start a new adventure in jewelry design. It can be something as iconic as lotus flowers, conical hats, and the terrace fields in Sapa. It can be a popular food item like mushrooms and dragon fruits. Rhino has always been fascinated with Asian culture and design since university and through his years of traveling to many countries.
After spending time in a small countryside town in China, he decided to move to Vietnam and found himself at home in a vibrant creativity scene. Basically just everyday life, people doing things outside, transporting things on bikes, like big loads of goldfish or just people selling flowers. It's so colorful and exciting and vibrant. So just things that maybe Vietnamese people would think is quite ordinary, for me is very exciting, and it's colorful, and it keeps my creative brain stimulated. Having learned jewelry making techniques that date back to thousands of years ago, Rhino embraces roughness instead of pursuing perfection. Even so, he and his team dedicate hours to each piece of jewelry, while some complex pieces can take even weeks. And though he has drawn inspiration from the fauna and flora of his home country, South Africa, and his current home, Vietnam, he has worked with materials not perceived by many as jewelry and given new looks to these traditional symbols. It can come from something crazy like the skin on fruit, using that texture, sort of roll the texture into the metal and keeping it like that, like the lily pad where we roll the leaf into it. So I have used anything from cement, acrylic plastic, wood, some copper, gold, silver, and then some nice gemstones to accompany that. The designs are not aimed at being super perfect and angular. It's very organic, it's very sort of ethnic, and not really polishing it, just to bring out the natural beauty. And I think that kind of reminds me of home. And it's kind of like also resembles the unrefined roughness of Hanoi and the excitement and the craziness of the city. In his cozy studio in Tây Hồ District, Hanoi, Rhino doesn't just make new jewelries, but also gives styling advice, fixes broken pieces held dear by their owners, and hosts hobby workshops. Friends and customers from multiple cultures and languages have trusted him with jewelries for important life events. So yes, we saw Rhino's work on social media and saw that he was making earrings, chrysanthemum earrings, and happens to be my grandfather's birth flower. My grandfather passed away in January, and the amethysts are my grandmother's birthstone. My husband worked with Rhino to pick out the materials, and he helped him every step along the way. And a part of the reason why we chose these earrings is because it's just a symbol of Hanoi and our time here. Em nhìn những sản phẩm Rhino thì rất là nó nhìn nó không bóng bẩy, nhìn nó không như ở ngoài trang khác, nó rất là lung linh, nhưng mà nhìn lên nó có trong đấy nó có một sự gì đó, nó rất cá tính, nó rất là độc đáo, đột phá. Học tập làm việc cũng được một thời gian thì thấy cũng thích, thế là tiếp tục con đường này. Công việc này thì tạo cho mình cái sự rất là kiên nhẫn, và nói chung là nó rất tỉ mỉ. Jewelry is one of the oldest jobs on earth. It's one of the oldest things that we've done as human beings. But still, people don't have much knowledge about. I'm here to help them, and that I have knowledge to share with them. And even if it's for buying something, for ordering something, for coming for a hobby class so they can make their own item, they leave with a little bit more knowledge about jewelry. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Cultural Mosaic. Goodbye for now.